Hello, xin chào mọi người. Thì đã bao giờ mà mọi người đã cảm thấy như là mình đang bị bế tắc ở trong môn toán học, cũng như là mình đi học thêm nhưng mà cũng không hiểu, rồi không biết làm sao để tự học toán ở nhà đây, và thậm chí nhiều bạn còn sợ cả môn toán nữa cơ. Rồi, vậy thì clip này là dành cho các bạn. Ok, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tự học toán ở nhà đây? Rồi, thì trước khi tìm hiểu về làm thế nào để tự học thì mình sẽ giới thiệu qua về sơ lược về toán học. Thì toán học thì trong lúc học ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái khái niệm này, định lý này, định nghĩa này. Ok, vậy thì định lý là gì? Mà định nghĩa là gì? Nó khác nhau chỗ nào? Hay nó là một? Rồi, vậy thì định nghĩa là gì? Tiên đề là gì? Định nghĩa hay là tiên đề? Nó là sự xác định của những cái ngôn ngữ nhất định. Đó, nghĩa là sao nhỉ? Ví dụ sẽ ở ngay đây thôi. Vậy sao 1 cộng 1 bằng 2 ta? Vậy vì sao 1 cộng 1 bằng 2 á? Rồi, thì 1 cộng 1 bằng 2 bởi vì nó là một định nghĩa. Ok không? Người ta cho nó thế thì nó thế thôi. Chứ định nghĩa là những cái thứ mình không thể chứng minh được. Người ta thấy thế, người ta cho nó thế thì nó là thế, không thể chứng minh. Tiếp theo đó là định lý. Định lý là gì nhỉ? Định lý là những cái thứ mà người ta đã chứng minh được và người ta đã sử dụng tư duy logic để tìm ra nó nhờ các cái định nghĩa và tiên đề đó. Giả sử như là định lý Pythagore, định lý Gauss đó. Ok không? Đó, thì vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Đó là vậy thì chúng ta hiểu những cái định lý, định nghĩa là gì, để làm gì? Thực ra mình thấy là để hiểu những cái đấy thì chúng ta có thể phân biệt được là cái nào thì chúng ta nên chấp nhận và học thuộc, cái nào trong toán thì chúng ta nên tư duy và học hiểu được. Ok không? Đến cái phần mà chủ yếu và cốt lõi trong video ngày hôm nay, đó chính là làm thế nào để tự học toán được, cũng như là học giỏi toán luôn. Đó, thì điều đầu tiên chúng ta phải làm gì nhỉ? Chúng ta phải yêu thích toán đã. Ok không? Nhưng mà làm thế nào để yêu thích toán? Sau đây anh sẽ có những cái vòng lập như sau. Đó, những cái vòng lập này sẽ miêu tả về những cái quá trình của những con người yêu thích toán. Và vòng lập bên cạnh đây, đó chính là những cái quá trình những con người mà bị ghét toán. Thì ở trong cái vòng lập của những con người yêu thích á, thì họ sẽ như là họ từ yêu thích họ sẽ đến học toán. Và họ học càng nhiều thì làm sao? Thì họ sẽ được điểm cao. Và từ cái điểm cao đấy thì người ta lại càng củng cố thêm cái sự yêu thích toán. Trong khi đó thì ở chiều ngược lại, thì ở với cái suy nghĩ tiêu cực là chán ghét cũng như là loại bỏ môn toán, thì chúng ta lại tiếp tục đó là không có học, lười học cũng như là không dành thời gian vào nó. Và khi chúng ta không dành thời gian vào nó thì tất nhiên rồi là có gì mà không có chuyện học không làm mà đòi góp ăn được không, đúng không? Lại đến với là chúng ta sẽ bị điểm thấp thì chúng ta lại ghét nó. Đó là một vòng lặp quay quẩn. Vậy nếu mà bạn ở trong cái vòng lập thứ hai đây, vòng lập ghét toán, thì bạn sẽ phải làm gì để thoát ra khỏi cái vòng lập đó? Ủa, cái nó là vòng lập mà làm sao chúng ta thoát ra được? Rồi ha, một câu hỏi khá là hay. Thì vòng lập thì làm sao mà thoát ra được? Vẫn có thể thoát ra và làm cho nó đổi không thành hình tròn nữa, nó thành hình thẳng này và nó đổi thành cái vòng khác đó. Và làm thế nào đây? Thì đơn giản thì chúng ta sẽ quyết định cái cốt lõi, đó là việc học. Chúng ta phải chấp nhận học những thứ mà mình đang ghét, đúng không? Tập trung học những thứ mình đang ghét. Và mình học như thế nào đây? Ok, làm sao để mình học nó đây? Rồi thì cái điều đầu tiên á, thì nếu bạn mà muốn học giỏi toán ấy, thì tất nhiên môn toán sẽ là một môn mà bạn phải tiếp xúc thường xuyên, cũng như là một môn quan trọng trong các cái tổ hợp thi của các bạn, đúng không? Rồi, thì để lúc này để học giỏi toán ấy, thì chúng ta phải có mục tiêu. Nó quan trọng với bạn, vậy nên mục tiêu nó càng cao càng tốt. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa mục tiêu cho nó là 10 điểm, ok không? Mình sẽ phải được 10 điểm môn toán trong đợt kiểm tra lần này. Đó. Và từ mục tiêu cao thì làm thế nào để mục tiêu đấy nó thành hiện thực, hay là nó chỉ cứ ở trong cái đầu chúng ta và chúng ta chỉ có nghĩ cái phần 10 thôi? Đó, khi đặt mục tiêu xong rồi thì làm sao để chúng ta củng cố nó được? Tip đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ nói cái mục tiêu ấy lên.
nói cho càng người biết càng tốt, nói cho cả lớp biết, nói cho tất cả mọi người đều biết mục tiêu chúng ta 10 điểm toán để làm gì nhỉ? Để giúp chúng ta sẽ cảm thấy mục tiêu ấy sẽ đè nặng hơn cho chúng ta quyết tâm hơn. Nó giúp cho khi mà chúng ta không hoàn thành mục tiêu ấy, thì người ta sẽ cười vào chúng ta. Và tiếp tục với đó là hãy nhắm mắt bạn lại. Hãy nhắm mắt bạn lại, liên tưởng xem là khi chúng ta đạt được mục tiêu á, người khác sẽ nhìn chúng ta vào ánh mắt như thế nào. Đó, hãy liên tưởng xem người khác sẽ vỗ tay khen ngợi, người khác sẽ nhờ chúng ta chỉ bài, người khác sẽ như thế nào. Cô khen, bố mẹ bắt đầu nhìn chúng ta vào ánh mắt khác, xong các thứ. Cuộc sống khá là đẹp luôn khi chúng ta mà được 10 điểm môn toán. Rồi, tiếp với đó, mở mắt ra, nghĩ đến nó và hãy cho một hành động làm mức. Rồi, giả sử như là mình chọn vỗ tay làm cái hành động khi chúng ta thành công. Đó, thì lúc này cái vỗ tay này, đó chính là những cái hành động để chúng ta liên tưởng đến lúc chúng ta thành công ngay lập tức, truyền động lực cho chúng ta ngay lập tức, truyền 100% tinh thần đến não luôn. Wow, hoạt động thật là hiệu quả. Thì tiếp theo thì hãy nghĩ đến một hành động khác. Hãy nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc chúng ta thất bại, chúng ta không được 10 điểm môn toán, hoặc là chúng ta được 6 điểm, 7 điểm. Nhắm mắt lại, nghĩ đến những con người cười chê chúng ta khi chúng ta nói mà chỉ không biết làm, chúng ta chỉ biết gáy, họ cười chúng ta. Đó, mà nếu mà các bạn đã làm xong những cái công việc như vậy thì đơn giản thì bây giờ các bạn sẽ thấy là 10 điểm lúc này nó không phải chỉ là mỗi ước mơ của mình nữa, cũng không phải là chính cái mục tiêu của mình nữa. Đó là rất nhiều người đang nhìn vào bạn, người ta nhìn xem là bạn có được 10 điểm không. 10 điểm thì người ta khen, còn ít điểm thì người ta sẽ chê vào bạn. Từ đó mục tiêu của bạn sẽ được nhân đôi sức mạnh, ok không? Và đến bước tiếp theo là hành động. Cái giai đoạn tiếp theo là những cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu hành động để đạt được điểm cao môn toán. Rồi thì hành động thì chúng ta có rất nhiều cách học, tự học. Vì tự học nên chúng ta có rất nhiều cách. Thứ nhất là chúng ta có thể lên YouTube xem những cái người thầy giảng ở trên đấy. Thay vì học thêm, chúng ta có thể lên YouTube cũng được. Ví dụ như là tuyển sinh 247, thầy Quang, anh Trang Siêu Nhân với lớp 9, hoặc thầy Thế với lớp 12. Đó, rất là nhiều những người thầy vậy trên mạng luôn, ok không? Tiếp với đó là một số những cái tài liệu web trên mạng anh thấy cũng khá là hay, như là Vietjet, xong rồi Kiến Guru, Toán Math, xong rồi Học Mãi, ok không? Thì tham khảo tài liệu trên mạng cũng như là xem những cái thông tin ở trên mạng á, nó giúp chúng ta hiểu thêm về bài tập. Chủ yếu chúng ta lấy bài tập có lời giải ở đấy thôi, ok. Và là cái tài liệu tiếp theo chúng ta có thể tìm kiếm được, đó chính là qua những cái cuốn sách. Thì những cái cuốn sách nó cũng khá là hay luôn. Như đây anh có một cuốn sách lớp 12 là về giải tích đó. Thì những cuốn sách này thường nó ở Hồng Ân hay là nó ở Khang Điền ấy, mấy cuốn sách uy tín, nhưng thường nó sẽ có bài tập cụ thể cũng như cách dạng cho mình đó, và nó sẽ có lời giải. Quan trọng sách phải có lời giải đó. Rồi, nói chung là để hành động mà khi mà chúng ta đã yêu thích rồi ấy, thì chúng ta có thể hành động như thế nào cũng được, qua bao nhiêu cái tài liệu sách hoặc YouTube hay là các thứ đều được, đều hiệu quả hết nếu chúng ta quyết tâm mà học vào nó, ok không? Thì để nói đến những cái khung giờ mà để học toán cũng như là học những cái môn tự nhiên như lý hóa, thì những cái khung giờ nào là hiệu quả nhất thì mình thấy là những khung giờ chiều hoặc là tối hoặc thậm chí là khuya nếu các bạn học được. Thì những cái khung giờ đấy thì đều có thể giúp cho chúng ta đầu óc thư thái hơn trong lúc học toán, lý hóa hóa. Đó. Nhưng mà anh ơi, tại sao em học hoài mà không tiến bộ vậy? Kỳ ta. Đúng rồi. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều bạn là cái quá trình tự học của bạn ấy có vẻ vẫn thấy là họ vẫn thấy là vẫn chưa tiến bộ. Chỉ một lý do đơn giản thôi. Toán học lười suy nghĩ, suy ra không tiến bộ. Toán học là môn chúng ta phải vận động não và suy nghĩ. Vậy nên mà các bạn mà khi gặp một bài giải khó, hay là các bạn gặp một bài mà chúng ta không có hướng gì hết, hay là nhìn vô không biết làm, mà chúng ta lập tức đi tra mạng hay là tìm lời giải, hay là không suy nghĩ, không phân tích, thì
các bạn đang học bằng không. Ok không? Những cái các bạn đang học mà các bạn không phân tích, không suy nghĩ bằng không. Tại vì sao nhỉ? Tại vì khi chúng ta nghĩ, có phải là khi chúng ta tư duy logic một bài toán chẳng hạn đi, thì cái não của chúng ta nè rất là nóng, rất là nhức nhối luôn. Đó, rất là nhức nhối, rất là khó chịu. Cái cảm giác này mình đã hoạt động và mình đã trải nghiệm rất là nhiều luôn. Nó khó chịu, nó bứt rứt, nó như là chúng ta đang bị ốm vậy. Rất là khó chịu. Nhưng nếu các bạn không biết, thì cái cảm giác này chính là cái cảm giác mà những cái sợi neuron thần kinh của chúng ta đang không ngừng hoạt động và suy nghĩ. Đó, cảm giác này chính là cảm giác để cho các bạn thông minh hơn, có nhiều tư duy hơn về toán học. Ok không? Mình cũng không khuyến khích rằng các bạn sẽ phải chịu cảm giác này nhiều, cũng như là phải chịu cảm giác nhiều này thì mới thông minh. Đơn giản đây là khi các bạn chịu cảm giác này một lần, và khi các bạn gặp những cái dạng tương tự thì các bạn sẽ không bị chịu cảm giác này nữa. Ok không? Và các bạn học càng nhiều thì cảm giác này sẽ đến với các bạn càng nhiều. Đó, nếu mà các bạn bỏ tâm ra, các bạn suy nghĩ, cũng như là các bạn chú tâm và nỗ lực đến nó. Rồi, vậy thì cảm giác này thì mình có nên duy trì mỗi ngày không? Thì câu trả lời là có. Nhưng mà một ngày thì nên chỉ ở 2 đến 3 lần thôi, chứ không nên mà một ngày 5-6 lần, cũng như là 10 lần chúng ta nghĩ là nhức đầu không? Chúng ta sẽ bị stress các thứ luôn. Nói chung là không nên bị nhiều quá trong một ngày. Nếu nói chung anh thấy một ngày thì 1-2 hay là thậm chí 3 lần là maximum rồi. Rồi, thì câu hỏi được đặt ra ở đây á, là mình suy nghĩ nhức nhối này trong bao nhiêu lâu thì chúng ta nên biết đáp án và lời giải. Thì anh thấy á, để chúng ta trước khi tra đáp án lời giải thì chúng ta suy nghĩ tầm khoảng từ 20 đến 30 phút là chúng ta suy nghĩ liên tục cho cái não chúng ta nhức lên, hoặc là suy nghĩ hướng giải tầm lưng, nói chung là nghĩ về nó. Ok không? Sẽ phải mất thời gian nghĩ về nó. Rồi, và sau 20-30 phút xong thì chúng ta có thể tra mạng. Khi nhìn xong và hiểu lời giải rồi thì chép lời giải vào tập. Ok không? Tăng thêm tư duy cũng như là nhớ thêm về lời giải. Trong quy thì toán học là một cái môn mà chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian vào nó nếu muốn giỏi nó. Thì anh thấy toán học là cái môn mà khi chúng ta dành càng nhiều thời gian vào nó thì nó cũng càng giúp chúng ta được điểm cao hơn. Clip này cũng là đó, kết thúc rồi. Chúc các bạn sẽ có một tip ôn tập thật là hiệu quả. Cũng như nếu mà thấy clip này hay cũng như là giúp ích cho các bạn thì đừng quên ấn like cũng như là subscribe cho kênh mình, để mình tiếp tục có động lực ra những video tiếp theo hay hơn và bổ ích hơn cho với các bạn. Rồi, clip đến đây sẽ là kết thúc nhé. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu các bạn mà muốn mình làm thêm về những video về vấn đề gì thì hãy có thể comment ở bên dưới nhé. Nhớ like, subscribe đấy. Đừng xem chuột.